Tổng thống Nga giữ im lặng về kết quả bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Điện Cẩm Linh vào thứ Hai ngày 9 tháng 11 cho biết họ sẽ đợi kết quả chính thức của cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ trước khi bình luận về kết quả của cuộc bầu cử, và họ đã ghi nhận thông báo của đương kim Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về những thách thức pháp lý liên quan đến cuộc bỏ phiếu. Theo đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giữ im lặng về vấn đề này kể từ khi ứng cử viên đảng Dân Chủ ông Joe Biden tự tuyên bố vượt qua ngưỡng 270 phiếu cử tri đoàn cần thiết đắc cử vào thứ Bảy, 4 ngày sau cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11. Trong cuộc bỏ phiếu, Putin đã tỏ ra né tránh dự đoán của mình và tỏ ra khó chịu trước luận điệu chống Nga của ông Biden. Phát biểu với các phóng viên trong cuộc họp báo, phát ngôn viên Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov vào thứ Hai cho biết Moscow cho rằng tốt hơn hết là nên chờ đợi trước khi chúc mừng bất kỳ ai.